Tìm đâu được nhà liền kề, ô tô đỗ cửa dọn về ở ngay, sổ đỏ Hà Đông trao tay thì có ngay trong video này nha quý vị. Với cái căn nhà này thì giá chỉ có 2 tỷ đồng thôi, diện tích 30 cho tới dài 2m2, hướng nhà Đông Bắc, đường ngõ ô tô, vị trí là thuộc phố Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngọc Anh sẽ quay và review cho quý vị một trong ba căn nhà này với cái thiết kế tương đối là hợp lý, tối ưu công năng sử dụng, vị trí giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý khách hàng đi làm ở đâu, phù hợp với quý khách hàng đi làm ở khu vực Hà Đông, đi làm ở khu vực Chương Mỹ. Với cái căn nhà này cách với lại trục đường quốc lộ 6 500m, cách bến xe Nghĩa 2,5 km, giao thông đi lại rất là thuận tiện nha quý vị. Và với cái căn nhà này nó sẽ review ngay lập tức cho quý vị, giá bán 2 tỷ thôi. Và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng không ạ? Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Hỗ trợ bao nhiêu ạ? Hỗ trợ căn nhà này tối đa khoảng tầm 1 tỷ 2 tiền ngân hàng. Như vậy quý vị có thể chi trả trước bao nhiêu? 800 triệu tiền mặt là quý vị có thể sở hữu cho Ngọc Ánh ngôi nhà này rồi. Với cái căn nhà thiết kế 30m, mặt tiền của ngôi nhà thì thiết kế là cái căn nhà này mặt tiền được 4m, với cái cửa chính thiết kế hai lớp cửa bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong cửa nhôm hệ Việt Pháp, với cái thiết kế sổ đỏ đầy đủ, hồ sơ điện nước đầy đủ. Căn nhà này theo đúng như hiện trạng quý vị dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ trao tay về ngay ở trong này rồi nhá. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà tương đối rộng, ngoài cái phần thiết kế cửa chính thì ở đây thiết kế cho quý vị một cửa sổ phụ nữa, tương đối là đầy đủ, hướng nhà Đông Bắc cũng khá là mát. Quý vị nào đang tìm nhà mà phù hợp với hướng Đông Bắc, tìm cái căn nhà thiết kế mỗi một tầng một phòng thì đừng rời mắt khỏi video này. Còn nếu như quý vị mà muốn tìm tầng 2 phòng thì Ngọc Ánh vẫn đang còn rất là nhiều căn. Quy căn thì hiện tại giá bán từ 1 tỷ 800 triệu đồng ở khu vực Hà Đông thôi quý vị nhé. Tất nhiên 100% giá bán đấy, cả nhà, cả đất, sổ đỏ phải đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, pháp lý và chuẩn chỉ. Ngoài ra ở đây phần tầng 1 của ngôi nhà là phần phòng khách, hoàn thiện cơ bản nhà này xong hết 100%, quý vị xách vali về và ở được ngay. Đây là cái phần thiết kế tầng 1 phòng khách, gạch lát nền kích thước gạch 60 60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Với cái phần không gian phòng khách này tương đối rộng, cái ưu điểm của ngôi nhà này đường ngõ thông thoáng. Với cái căn nhà này thì ô tô có thể đỗ vào tận cửa. Và đây là cái phần thiết kế phòng bếp của ngôi nhà, với cái phần không gian phòng bếp cũng hoàn thiện chỉnh chu cho quý vị. Tủ bếp này, hồ sơ điện, hồ sơ nước, phụ kiện bếp đều đã đặt xong hết. Ở đây nước sạch sử dụng là nước sạch Sông Đà, điện lực EVN Hà Nội. Mọi người ạ, sử dụng là nước sạch quý vị nhá, không có nước giếng khoan. Nếu như nhà nào mà sẽ quay và review đúng chuẩn chỉnh cái hiện trạng của ngôi nhà cho quý vị. Và với cái thiết kế tầng 1, ngoài phần phòng khách, phòng bếp, phía đây thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà 4 tầng này thiết kế 30m thì công năng sử dụng sao cho hợp lý thì mời mọi người cùng Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Như thế nào là phù hợp với công năng? Với một cái căn diện tích nhỏ 30m nhưng mà thiết kế sao cho được 3 phòng ngủ thì cái căn nhà này thiết kế đúng tương ứng với lại cái công năng đó. Tầng 1 của tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp. Tầng 2 thiết kế cho quý vị là một phòng ngủ rất là rộng, cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ rồi. Đó, đây là phần ở trên cái tầng 2, phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Tầng 2 được thiết kế cho quý vị một tầng một phòng rất là rộng. Phòng này thì quý vị có thể sử dụng hộ gia đình ở phòng nào phòng chung này, hoặc là phòng bố mẹ, phòng con cái thì chúng ta sẽ lên trên tầng 3. Đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng trong phần tầng 2 của ngôi nhà. Đây, tương đối là rộng rãi, đáp ứng đầy đủ những cái thiết bị vệ sinh tối ưu nhất cần sử dụng ở trong một cái phòng vệ sinh, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt rồi là lavabo đó. Và mời quý khách hàng cho em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế công năng như sau. Đây là phần phòng vệ sinh mọi người ạ, sử dụng cho hai phòng ngủ. Đây là hai phòng ngủ hai bên. Đây mọi người nhá, một phòng ngủ hướng ra phần nhà ngõ. Đó. Xung quanh căn nhà này tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ cho quý vị. Đầy đủ hết chợ trường phường trạm. Siêu thị cũng như là đi lại giao thông cũng tương đối là thuận tiện, giá bán rất là hợp lý mọi người ơi.
xin sử dụng cho hai phòng. Đó, như vậy nên trên 100% của ngôi nhà của anh đã review cho quý vị được 3 phòng ngủ rồi. Công năng sử dụng rất hợp lý, tầng 1 phòng khách, phòng bếp. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Ở trên cái phía phòng ngủ ở trên tầng 3 này chia ra hai phòng thì nó có hơi nhỏ một chút, tuy nhiên nó phù hợp với cái công năng và phù hợp với hộ gia đình. Ví dụ như mà mọi người có thiết kế phòng riêng cho con cái thì cũng khá là hợp lý. Và mời quý vị quay lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Đó là tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị một cửa sổ trời, ô hướng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang của cái căn nhà này từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế tầng 1 là gỗ. Trên dưới tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng thờ và phần còn lại là thiết kế cho quý vị sân phơi. Đây, với cái sân phơi này rất là rộng. Nên quý vị có thể đứng ngọn từ vị trí ngôi nhà này quan sát xung quanh, hàng xóm dân cư đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện. Giá bán 2 tỷ cho một ngôi nhà, cả nhà và đất, chắc là nhiều khách hàng nghĩ là sao nhà Hà Nội nó rẻ thế nhỉ, sao mà lại có cái giá đấy được. Chắc là các bạn này câu like câu view, nhưng ngoài chia sẻ là không câu like không câu view. Vị trí đi lại phù hợp với quý vị đi làm ở đâu thì Ngọc Ánh đã chia sẻ cho quý vị rồi. Chứ quý vị đừng có mà vào Cầu Giấy mà đến đây làm thì nó phải tầm 17-18 cây thì tương đối xa, cho nên là Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, phù hợp với quý vị đi làm ở đâu. Mọi người có thể alo trực tiếp cho Nhà Tốt để được tư vấn và hỗ trợ đi xem nhà, chọn lựa cho mình được những căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.